Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán của em. Hôm nay ngày 28 tháng 4, chúng ta cũng cùng đi nhau đi qua nhận định cái thị trường của ngày hôm nay. Cùng với đó, chúng ta cũng sẽ đi qua một số nhóm cổ phiếu để chúng ta có thể một cái góc nhìn để giúp anh chị có thể đầu tư tốt hơn. Hôm nay thị trường chúng ta có một cái sự hồi phục khá là tích cực. Nó tới từ tất cả các nhóm ngành luôn nha. Thì từ các trụ mid cap, ban chứng khoán, dầu khí ha. Đây chúng ta sẽ đi qua cái biểu đồ VN-Index chúng ta ngày hôm nay. VN-Index của chúng ta ngày hôm nay hồi phục với 9,8 điểm. Trong đó khi đó diễn biến thì thấp nhất phiên là 1.217 điểm. Đó anh chị có thể thấy 1.217 điểm và cao nhất phiên là 1.231. Đó thì khi mà thị trường chúng ta đụng quay lại test cái gap này, lấp đầy cái gap này luôn và có cái sự hồi phục mà khi mà thị trường nó quay lại nó test cái gap, test một cái đường hỗ trợ ở dưới đây, test cái vùng hỗ trợ dưới đây nè, thì nó test với lại một cái biên độ không lớn và cái thanh khoản nó cũng thấp, thì đây cũng là một cái tín hiệu khá là tích cực cho thị trường của chúng ta. Đây thanh khoản rất là nhỏ, hai phiên gần đây thanh khoản rất nhỏ, đó cũng là một cái tín hiệu khá là tích cực. Chúng ta cũng sẽ phân tích và hành vi, phân tích và khối lượng và giá một chút. Thị trường chúng ta hôm nay đi vào cái biểu đồ 5 phút nha. Cái biểu đồ 5 phút đó, khi mà thị trường chúng ta hồi phục có sự đồng đều nha anh chị nha. Đó, hồi phục có sự đồng đều và không có phải là tăng quá nóng nha. Đi ít lên thì chậm, tăng thì chậm nhưng mà giảm thì cũng không quá nóng nha. Thì đây cũng là cái sự cân bằng. Mình hướng tới cái sự thị trường cũng đang tìm một cái sự cân bằng. Khi mà thị trường nó tăng không quá nhanh và giảm không quá mạnh, chứng tỏ điều gì? Nhà đầu tư rất là thận trọng. Trong khi những cái dịp lễ sắp tới, đây chúng ta sẽ nghỉ lễ vào ngày 29, ngày 1, ngày 2 và ngày 3, đó 4 ngày lễ sắp tới. Nên cái việc mà nhà đầu tư thận trọng, rất là thận trọng trong cái việc mở mua, được không ạ? Thì đây là lúc cơ hội để thị trường tìm lại sự cân bằng đó. Bán thì cũng đã bán xong rồi, mua thì cũng đã mua xong rồi. Thì bây giờ cái sự thận trọng, và khi mà nhà đầu tư thận trọng thì thị trường sẽ tìm đến cái điểm cân bằng. Cân bằng ở đây là gì? Cân bằng về cung và cầu. Không còn cái tâm lý mà phải bán tháo nữa, và không còn cái tâm lý là mua hưng phấn nữa. Thì khi mà thị trường cân bằng như vậy rồi thì đó là một tín hiệu khá là tích cực nha. Đó, chúng ta sẽ đi qua cái biểu về cái biểu đồ một ngày. Đó, khi mà thị trường cân bằng trở lại, tăng 9,8 điểm với cái khối thanh khoản nhỏ như vậy, thì chứng tỏ là em cũng nói là cái thị trường đang tìm sit lại, sẽ tìm lại cái vùng cân bằng và sit tại cái nền. Chúng ta sẽ tua lại cái thị trường trong những giai đoạn trước. Đây, khi mà thị trường rớt với biên độ lớn rơi biên độ lớn, hồi phục với khối lượng thấp, giống như bây giờ hiện tại đúng không ạ? Đó, hồi phục khối lượng thấp và đi ngang. Đó, hồi phục khối lượng thấp đi ngang mà sẽ quay lại được, nó sẽ đi lên dần dần. Có những trường hợp nó sẽ tích lũy ở dưới đây, có những trường hợp nó đi lên và tích lũy lại. Đó, cái đó là xác suất thôi nha các anh chị nha. Chúng ta phải nhìn phân tích kỹ thuật, thì chúng ta phải nhìn về dữ liệu quá khứ đó, để đối chiếu với cái dữ liệu hiện tại, và sẽ đưa ra những cái dự đoán, những cái kỳ vọng trong tương lai. Thì nó sẽ có thể nó lên tới đây lại. Đó, nó lên được cái vùng nền cũ của nó xít lại, nó tích lũy lại. Thì một hai phiên nữa, nếu mà nó hồi phục tích cực thì nó sẽ lên được cái vùng nền cũ của nó rồi. Thì đây nó cũng sẽ là một cái kháng cự của nó, tại vì lượng hàng kẹt này cũng khá nhiều. Nếu mà nó hấp thụ được, cái lượng cung bán nó không nhiều, cái lượng cầu hấp thụ tốt, thì nó sẽ cân bằng trở lại ở cái giai đoạn phía này. Đây, sẽ cân bằng lại nha. Thì cái đó cái kỳ vọng của mình, cân bằng lại. Và nếu mà cân bằng lại tốt, nếu cân bằng lại tốt, hấp thụ được cái lượng cung tốt, thì nó có sẽ nhịp nhịp đánh vượt đỉnh, được không ạ? Nó giống như cái này nè, đó, cân bằng tốt nè, đánh vượt đỉnh nè, đụng đỉnh nè, bắt đầu phản ứng lại nè, xong rồi bắt đầu vượt luôn. Anh chị cũng có thể thấy nha, đây cái này đây gãy nè, gãy mạnh nè, bắt đầu cân bằng lại nè, khối lượng thấp mà, những cái phiên sau khi gãy mạnh khối lượng rất là thấp, thì nó cũng chứng tỏ nhà đầu tư cũng rất là thận trọng nha, rất là thận trọng vẫn quá trình mở mua. Thì khi mà đi lên này, nó sẽ xiết tại cái nền, nó bắt đầu đánh lên lại, được không ạ?
Đây, em cũng sẽ lấy ví dụ cho các anh chị xem. Cái này thì gãy sâu quá, nhưng nó cũng là cân bằng, lúc mà gãy sâu và là khi mà hết gãy rồi nè, thì thị trường cái khối lượng lúc mà cái đáy rất là thấp nha, và sẽ đi lên trong sự nghi ngờ, cân bằng trở lại nè. Đi qua mình sẽ kiếm một cái uptrend để mình nói cho nó dễ nha. Đó, gãy rớt biên độ ít sâu nè, từ 973 xuống 888 nè. Cái giai đoạn này thanh khoản nó thấp hơn nên cái biên độ nó sẽ hẹp hơn. Nhưng mà nếu so với cái giai đoạn này thì cái biên độ này cũng rất là lớn rồi. Nó tại vì nó lên một phiên nó bao nhiêu điểm đâu mà, có 1 2 điểm mà, vài điểm mà. 6 7 điểm, 1 2 điểm, 2 3 điểm thôi. Cao lắm 10 điểm thôi, không nhiều. Mình rớt rất là nhanh. Đó, 970 rớt xuống 891 thì cũng gần 100 điểm. Đó, khi mà rớt nè anh chị thấy không? Đó. Và cái giai đoạn này nè, khối lượng nó sẽ thấp nè. Đó, anh chị thấy không ạ? Nó là điều tích cực nha. Khối lượng thấp cân bằng cái lại vùng này nè. Ở đây là cân bằng trở lại ở vùng này. Với khối lượng thấp nè. Và sẽ đi lên. Đó. Đây cũng vậy nè. Rớt cái biên độ lớn nè. Cân bằng ở trở lại nè. Đó, anh chị thấy không? Khối lượng rất là thấp. Nên chúng ta có thể để ý được nha, để ý được cái giai đoạn này khối lượng nó thấp và đó, chuyện rất bình thường nha. Nó hớt mạnh nè, khối lượng thấp và dần cân bằng trở lại nè. Đó, cân bằng là sao? Khối lượng thấp nè, nhưng mà biên độ nó sẽ không dao động mạnh nữa, không còn xuất hiện những cái cây này nữa. Đó, thì cái giai đoạn này đi ngang nè anh chị nha. Đó, đi ngang nè, cân bằng trở lại, đi lên lại nè. Đó, thì nó sẽ cũng có nhiều cái kịch bản lắm. Nhưng mà cái kịch bản mà xác suất xảy ra và mình kỳ vọng nó sẽ cân bằng và sẽ đi lên nha. Đó, thì nó sẽ cân bằng vùng này được, nó là test đây rồi, hoặc cũng có sẽ có kịch bản nó quay lại test lại nữa, mà khối lượng nếu mà thấp thì rất là ổn nha. Test lại nữa và đi lên hồi phục bên đây, hoặc là nó sẽ hồi phục bên đây luôn cân bằng trở lại và đi lên nha. Đó, thì cái đó là cái diễn biến của thị trường của ngày hôm nay trong cuối phiên cũng có sự hồi phục đó. Chúng ta cũng sẽ đi qua cái khối ngoại một chút, cái dòng tiền khối ngoại một chút. Hôm nay khối ngoại mua 1.1801 tỷ nè, 14 bán 1.008 tỷ nè, thì chứng tỏ đang mua rồng. Khối ngoại hôm nay ra chưa quay trở lại mua rồng rồi. Chúng ta phân tích sơ thị trường của ngày hôm nay thôi. Quan trọng là những mã cổ phiếu của mình đang nắm nha. Thì hôm nay khối mid cap nè có sự hồi phục là 21 điểm này nha. 21 điểm nó có tới cũng nhiều nhóm ngành luôn á. Đây để em bật cho anh chị xem nhé. Baseball. Đó, 21 điểm. Nó tới nhiều nhóm ngành nào? Bất động sản có nè. Bất động sản nè. Đó, HNG cũng hồi phục nè. Đó, bất động sản nè, bank cũng có nha. Đó, bất động sản thế kỷ nè, ITA nè, điện nè, FLT cũng có, Nhân Trạch 2 nè. Đó, những cái mà BC1 cảng cũng hồi phục, nó năng lượng cũng hồi phục, đó. Dầu khí cũng hồi phục. Đó, nói chung là sự hồi phục thôi chứ không phải tăng lại, nó phải nếu mà hồi phục nó cũng sẽ mất cái thời gian đó. Đó, anh chị cũng thấy nhìn hình dung được nha. Đó, nó có sự hồi phục nhẹ. Chúng ta check qua cái khối small cap thử nha. Small cap cũng thế. Đó, KSB, FCN nè. BSI nè, chứng khoán nè. IGC cũng có hồi phục. Thủy sản cũng có. Nó nhìn chung mà hôm nay là có cái sự hồi phục khá ổn. Tới từ các dòng nha, các sự hồi phục này sự hồi phục lan tỏa chứ không phải là sự hồi phục mà nó kéo trụ. Nếu mà kéo trụ mà hồi phục á, mà mấy mã mình hồi phục nó mới xấu ha. Còn nó hồi phục nó có sự lan tỏa thì cũng là khá ổn rồi nha. Đó, thì chúng ta sẽ đi qua một số dòng. Có một cái gì hiểu gì về thanh khoản thấp nè, thì nãy em cũng đã chia sẻ rồi. Thanh khoản thấp nó xảy ra sẽ khi nào? Một, nó sẽ tích cực ở khi nào? Một, và trong quá trình thì cổ phiếu đi ngang, thanh khoản nó thấp thì nó chứng tỏ điều gì? Cái ý nghĩa đằng sau thanh khoản thấp khi mà cổ phiếu đi ngang chứng tỏ điều gì?
chứng tỏ nhà đầu tư tổ chức họ đang muốn giữ cái giá đó, họ muốn kìm hãm cái giá đó, họ muốn gom hàng, họ muốn gom hàng ở cái mức giá đó, giống như khu vực này nè. Đó đó, khi mà đi ngang, thí dụ em lấy ACB đi, đó khi mà ACB nó đi ngang, tức là anh chị thấy không ạ, cái khối lượng như thế nào, nó thấp nha, khối lượng nó thấp, mà khi thị trường xấu, khối lượng thấp về nó gãy, nó sẽ gãy không nhiều như là những cái con tăng nóng, đúng không ạ? Tại vì con này nó đã tăng đâu. Đó, khi mà đi ngang là anh chị thấy không, trước khi một cái quá trình đi lên nó sẽ đi ngang, khối lượng nó sẽ giảm nè, khối lượng kịt nè, tăng khối lượng kịt nè, đó, và rũ bỏ nè. Sau khi cái giai đoạn rũ bỏ và cái khối lượng nó thấp thì cái giai đoạn đi lên nó sẽ rất là mạnh nha. Đó, anh chị cũng thấy đấy, cái sự hoạt động cổ phiếu khi mà nó đi ngang, nó kịt và khối lượng, nó kịt và khối lượng thì cái là tích cực, cái kịt và khối lượng nó còn là ý nghĩa gì nữa, cái đó là nhà đầu tư tổ chức, những doanh nghiệp, những cái tay to, họ muốn gom cái lượng hàng nhiều đó, họ muốn tạo cái sự khan hiếm, tạo cái sự khan hiếm lượng hàng trên thị trường đó. Thí dụ giống như là ở trên thị trường chỉ có 10 cái túi LV ở cái mùa đó sản xuất 10 cái đó, nhưng mà anh chị có mối quan hệ quen biết gì đó, anh chị đã gom 7-8 cái rồi đó, thì hai cái trên kia rất nhiều người thích. Những cái tín đồ thời trang họ quan tâm tới cái thương hiệu đó, quan tâm tới cái sản phẩm đó, nhưng mà chỉ có rất ít sản phẩm nó ở trên thị trường, hàng rất ít ở trên thị trường thì sao, thì cái việc đẩy giá rất là dễ, đúng không ạ? Anh chị chỉ cần nắm 7-8 cái thôi, chỉ còn 2-3 cái ngoài kia, anh chị chỉ cần sẵn lòng bỏ ra số tiền bự hơn so với cái giá trị của cái túi đó, thì những cái người khác họ cũng sẽ sẵn lòng họ bỏ số tiền tương tự cái anh chị ra, đúng không ạ? Thì cái túi nó sẽ đẩy giá lên. Khi mà cái quá trình nó đẩy giá lên thì anh chị cầm những cái lượng hàng của anh chị mang, anh chị bán thì anh chị sẽ được giá hơn, đúng không? Đó. Thì cái việc mà ý nghĩa là cái sự thanh khoản thấp là như vậy. Đó, đó là sự kịt và khối lượng khan hiếm lượng hàng. Là cái khối lượng nó thấp. Đó, cái khối lượng thấp còn là gì nữa? Thì đó là những cái hoạt động của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khi mà những cái cổ phiếu nó đi lên điều chỉnh. Anh chị thấy nè. Đi lên nè. Điều chỉnh nè, khối lượng nhỏ mà, nhỏ chứ, tại vì sao, nhà đầu tư nhỏ lẻ họ mua dưới đây, lên tới đây thị trường bắt đầu điều chỉnh họ bán ra, khối lượng nhỏ nhỏ nhưng vẫn đi lên này không ạ, vẫn đi lên tiếp tục đó, vẫn đi lên tiếp nè, thấy không ạ, điều chỉnh nè đó, điều chỉnh khối lượng nó lớn, tuy khối lượng này nó lớn nhưng mà sao nó vẫn nhỏ hơn so với phiên này, những cái phiên trước ba phiên này cộng lại vẫn lớn hơn thế này đó, thì cái sự điều chỉnh nó có nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra đây, điều chỉnh lần nữa nè đó, điều chỉnh nè, điều chỉnh lần nữa nè, test hai cái đáy này nè, cái này khối lượng nó nhỏ thì nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra thôi, rồi bắt đầu tiếp tục vẫn đi lên tiếp, điều chỉnh tiếp nè, khối lượng nhỏ nè, vẫn đi lên tiếp đó, thì cái đó sau đằng sau khối lượng, nếu mà khối lượng nhỏ thì rất tích cực, đó chỉ là những cái hành động của nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi, khi mà cổ phiếu đi lên cái khối lượng nó nhỏ thì chúng là nhà đầu tư nhỏ lẻ họ chốt ra thôi đó, còn khi cổ phiếu gãy xuống với cái khối lượng cũng nhỏ luôn thì cũng vậy y chang, nhà đầu tư nhỏ lẻ họ chốt ra đó, hoặc là họ bị kẹt hàng, họ bắt đầu họ bán ra thì nhà tổ chức họ sẽ mua lại những cái phần đó. Còn nếu mà khối lượng lớn thì sao, thí dụ BLX đó, anh chị thấy không, nếu mà cái khối lượng thanh khoản lúc nào nó cao vậy nè, có một số anh chị cứ thích những cái con, những cái thanh khoản nó phải cao, giao dịch nó phải sôi động đó, cái đó thì nếu mà giao dịch thanh khoản như vậy anh chị cũng đâu biết được là nhà đầu tư tổ chức họ họ mua hay họ bán gì đó, đúng không hả, họ trao tay gì đó, đúng không hả, mình đâu biết là họ mua tay này họ bán tay kia đó, hoặc là họ cầm mượn hàng họ bắt đầu họ phân phối ra đó, cái khối lượng nó sẽ cao chứ nhỏ lẻ nào mà cứ ngày nào cũng mua bán cái khung, cái khối lượng to như vậy, đúng không ạ? Đó thì cái đó là những cái khối lượng, khi mà những anh chị tham gia thị trường chứng khoán thấy những cái mã mà cái khối lượng nó bự cao bất thường ở cái vùng đỉnh nè đó, thì anh chị là hạn chế tham gia đó, anh chị thấy không ạ, cao bất thường của vùng đỉnh nè, con này đã từng xảy ra rồi nha, ngay lên cái vùng đỉnh nè, khối lượng nó cao bất thường nè và bắt đầu nó gãy sụt xuống nè, hạn chế tham gia đó, đâu phải khối lượng cứ cao là phải tốt đâu anh chị ha, đây khối lượng cao nè, gãy nè đó, và một cái gì nữa khi mà khối lượng nó đều đó là những cổ phiếu bó cung, thí dụ SBT nha, anh chị thấy không,
À, những anh chị mà thích những cái con khối lượng cao giao dịch lúc nào cũng sôi động á, giá cổ phiếu nó không lên được chắc chắn anh chị luôn đó. Anh chị thấy không, có cái cổ phiếu nào mà ngày nào cũng giao dịch đạt cái đường trung bình 20 phiên không mà giá nó cứ đi ngang đâu, anh chị thấy không? Mà đó anh chị thấy không, khối lượng lúc nào cũng cao hết đó, không có sự kẹt của khối lượng luôn, nào giá nó cũng đi, lúc nào cũng đi ngang nè đó, giá lúc nào cũng đi ngang nè. Giai đoạn này cũng vậy nè, khi giai đoạn tích lũy nè, khối lượng rất đều đó, chị thấy không, khối lượng rất cao nha, thì chứng tỏ là gì, cổ phiếu này họ bị thao túng nhiều, bó cung, nghĩa là nhà tư tổ chức tay to họ mua bán nhiều tạo thanh khoản, nó sẽ chớp tắt liên tục ở trong ở trên cái bảng điện nè. Khi mà anh chị nhìn cái bảng điện nó sẽ chớp tắt liên tục, nó tạo sự chú ý cho anh chị, nó để anh chị nhảy vô mua đó, và anh nhịp nó mua thì anh chị nó găm vốn rất là lâu của anh chị. À, thí dụ anh chị nó chớp tắt thì anh chị nhảy vô mua lúc này nó lên được cây chưa kịp chốt lại trả và hết rồi, lỗ luôn đó. Đó là việc là giao dịch nó mà khối lượng cao, khối lượng đều đặn như vậy thì cái nó là không tốt với một mã cổ phiếu đó. Thì em nói hôm nay cũng nói sơ về cái thanh khoản cho các anh chị xem tại sao thanh khoản thấp lại tốt nha. Thanh khoản thấp đây không phải là những mã cổ phiếu thanh khoản thấp nha, những cái mã cổ phiếu thanh khoản thấp không có cái lượng giao dịch thì mình cũng không nói. Nó giống như con Vấp này, con VLC này, cái gì cái thanh khoản nó thấp quá. Thì nếu mà các anh chị mà đánh tiền lớn thì nếu mà những cái mã thanh khoản nó thấp như vậy thì chúng ta là ra vào thị trường rất là khó, đúng không? Thanh khoản nhỏ nha, cái này gọi là thanh khoản nhỏ chứ không phải là thanh khoản thấp, thấp mà nó khác nha. Anh chị cũng phải phân biệt được rạch ròi hai cái đó nha. Có những mã cổ phiếu là nó giao được rất là sôi động. STB nè. Đó. Lúc cần nó vẫn có thanh khoản nhỏ thôi anh chị thấy không? Có những giai đoạn thanh khoản rất là nhỏ. Đó, và nó đi lên với cái thanh khoản rất lớn. Đó. Giai đoạn này cũng vậy. Đó, đi với thanh khoản rất là nhỏ nè. Nhưng mà khi mà tiền vào thanh khoản rất là lớn. Đó. Thì những cái con này những anh chị nhiều tiền, dòng tiền nó vô giữ nhiều tiền. Đánh thì nó mới ok, ra vào nó mới dễ. Và những cái đánh những cái thanh khoản, những cái mã mà cái lượng thanh khoản nó nhỏ quá, ít người giao dịch quá thì nó sẽ ra vào thị trường nó sẽ khó hơn. Nó ví dụ anh chị nắm 1 triệu cái này đi, ngày nó giao dịch có 300 ngàn, anh chị phải chia bán rất là lâu đúng không ạ? Và STB anh chị 1 triệu của anh chị rất là nhỏ, nó như hạt cát vậy á, ngày giao dịch ba mấy chục triệu rồi đó, đó đúng không? Nó là như vậy, phải phân biệt được cả cái thanh khoản thấp trong cái sự vận động và cái cổ phiếu nó có cái sự thanh khoản ít trong cái sự mua bán đó. Đó thì em phân biệt vậy cho các anh chị hình dung nha. Còn chúng ta sẽ đi qua một số dòng ACB. ACB sau 2 phiên đỡ giá của ngày hôm trước thì hôm nay nó không đỡ nữa. Đó. Nó đi đến gặp cái kháng cự cũ nè, gặp có một cái lực bán nè. Ở cái vùng này nè. Thể hiện ngay cái nến luôn. Đó, thì ACB cũng sẽ cần có sự vận động xếp ở cái nền để có thể đi lên break được cái này. Nó thật ra cái giai đoạn này cái thanh khoản nó thấp nè. Thì cái việc bán ở nhà đầu tư họ cũng bán nó cũng kha khá rồi. Đó, nó cũng về một cái vùng giá chiết khấu đủ hấp dẫn để các nhà tư họ tham gia lại. Thì con này chúng ta nhìn thêm sự vận động thôi nhé. Thì ACB và Techcombank hai mã này em cũng đang kỳ vọng sẽ dẫn thị trường trong giai đoạn phía sau. Tại vì đi lên thì đi lên rất là ít, nó giảm cũng giảm ít hơn so với thị trường chung luôn. Nó tính ra thị trường chung những cái mã chứng khoán hay những mã dầu khí nó giảm hơn 15-20% từ cái đỉnh. Thì những cái mã này giảm đâu đó cũng có 10 chưa tới 10% nhé. Thì nó cũng đang ở trong một cái pha tích lũy đây, mình kéo nè đó, nó đang ở trong một cái biên tích lũy của nó, vận động khối lượng thấp khá ổn nha. Thì khi mà tích lũy dài như vậy đó, những anh chị sẽ nặng cầm nắm không lâu được, tại vì anh chị muốn những cái mã phải chạy nhanh lời nhanh, nhưng mà anh chị cũng không hiểu được là khi mà tích lũy dài như vậy đó thì nó có sẽ khả năng giai đoạn phía sau nó bứt rất là dữ, tích lũy càng dài đi lên càng mạnh nha. Đó là Techcombank. Những cái mã này nó mà nó nhúng mà cỡ nếu mà nó có xu hướng nó test về đâu đó giá dưới 339 đó, 38x đó, chỉ có thể tham gia với khối lượng nhỏ nè, tham gia để kỳ vọng nó lên trong cái giai đoạn phía sau 39 mà lên 43 đụng đây mà bán một phần đi, nếu mà break được thì quay lại mua lại chả vấn đề gì đó. 39 43 cũng đâu đó gần 10% đó nha. Đó thì anh chị có thể cân nhắc. Còn bây giờ mà dịp lễ nó sợ quá thì thôi, đợi qua lễ mua cũng được. Tại vì khi mà nó vận động nè,
khi mà vận động hồi phục khối lượng thấp nè thì cũng rất là khả năng nó sẽ không đi lên cao lên đâu, mà quay lại test tại cái vùng này, vùng dưới này nha. Thì đó là test công bằng, anh chị có thể add vào watchlist nha. BAD hôm nay cũng hồi phục 0.62% khối lượng thấp nè. Đó, thì cũng chứng tỏ là gì, à, nhà tư bán cũng bán, họ bán họ muốn bán xong rồi. Đó, còn cái việc mua thì rất là thận trọng nha. Thì những cái vùng này tổ chức à, họ sẽ cùng với nhà đầu tư nhỏ lẻ, họ sẽ mua à, cái lực cầu tiềm năng họ sẽ mua ở dưới đây nha. Nhưng những cái con này em cũng đã nói thì clip này em cũng nói khi mà review con này, cái khối lượng nó vận động nó, cái sự vận động khối lượng nó hơi cao là cái thứ nhất. Đó, những cái con vận động khối lượng cao anh chị thấy không ạ, nó có đi lên nổi không, đâu có đâu. Ừ? Chúng ta đâu biết là nó xào nấu trong đây đúng không ạ, và nó thuộc cái kênh ở dưới nè, cái kênh xu thế nó hơi yếu nha. Thì giai đoạn này chúng ta nên tập trung vào những con cái kênh xu thế nó mạnh. JCB nè, cái kênh nó vẫn là kênh trên nè. Đó, cái xu thế nó vẫn là lên nè. Techcombank nè. Đó, cái xu thế nó vẫn tốt nè. VPBank nè. Đó, cái xu thế nó càng đi lên chị thấy không? Càng đi lên càng dữ, càng mạnh nè. Đó, nó bán thương vụ FRGD đó. Nó lên nó càng lên càng ghê. VPBank nè. Đó, cái kênh xu thế nó điều chỉnh mức khối lượng thấp nè, nhỏ lẻ chốt hàng nè. Đó, nếu mà nhà tư lớn họ chốt hàng con này nó gãy lâu rồi, thật sự. Nhưng mà cái này nhỏ lại chốt hàng thôi, nhưng mà có sự đỡ, có cái lực cầu đỡ lại chữ giá cho nó thì nó vẫn là mạnh hơn so với điện chung. VIP nè. Đó, con VIP này cũng vậy nè, thấy không ạ? Đi với ba nền nè. Nền dưới đây nè. Nền dưới đây nè. Mà cái nền trên đây nữa. Đó. Đó, có sự tích lũy chị thấy không? Tích lũy nè, vốn rất nhỏ. Mà giai đoạn phía sau đi lên nè, vốn to nè. Vốn to nó giống như một cái động lực vậy đó, nó kéo cổ phiếu lên rất nhanh. Tích lũy tiếp tục. Khối lượng rất nhỏ. À, bắt đầu vốn to lên nè. Đó, tiếp tục tích lũy nè, khối lượng rất nhỏ nè. Đó nên chị phải hình dung được cái việc mà cái khối lượng nó nhỏ thì chứng tỏ cái lượng hàng nó khan hiếm. Và những cái cổ phiếu này anh chị à, nếu mà lựa chọn phải lựa chọn những cổ phiếu như vậy. Đó, tại vì cái kênh xu thế nó rất là mạnh. VIP nè, Limit Boss nè. Limit Boss, VP Bank, STB cũng thế. Nhìn chung ngân hàng khá ổn. Kênh xu thế vẫn rất mạnh quá. Một ngày giao dịch 70 mấy triệu. Giao dịch trên đây vùng này rất là nhiều. Đó, vùng này rất là nhiều và khối lượng nó tụt lên nè. Đó, thì lúc mà giai đoạn phía lên khối lượng nó tụt thì chứng tỏ gì? Nhà tôi nhờ lại bán nó thôi, thân phản thấp nè. Nhà tôi nhờ lại bán ra. Đó, thì bắt đầu nhà tổ chức họ đỡ được giá, họ sẽ kéo lên tiếp. Đấy, STB, cái kênh xu hướng anh chị thấy không à? Mua, chấp nhận mua mắc luôn, nhưng mà nó vẫn giá lên. Và những con như BID nè, chấp nhận mua rẻ, nó có lên được đâu, đúng không ạ? Đó, thì đó là cái sự phân biệt và phân biệt cái cổ phiếu mạnh yếu, em hay nói. Và một cái cách, một cái góc nhìn để mình lựa chọn cổ phiếu. Ngân hàng, MB Bank nè, MB Bank này cũng tốt nè, 2,2% nè. Có lực bán, có một cái lực bán khi mà đụng cái kháng cự nè, thấy không ạ? Đó, thì nếu mà nó hấp được cái vùng ở đây thì nó sẽ đi lên tiếp trong dòng phía sau. MBB cũng khá tốt, nó cũng đang nằm ở cái khu xu hướng kênh trên nha. Còn mua thì phải mua cái vùng dưới đây nè, tại vì ở dưới đây nó kênh nó đỡ. Nó có vùng hỗ trợ đỡ giá, còn chui chui lên đây mà mua nó gãy tiếp và nữa thì phải kẹt hàng nha. Đó, các anh chị nên lưu ý. À, vì công băng ăn cả, nên tham chiếu, hút chân tham chiếu khối lượng thấp, ổn. Mua thì nếu anh chị hầu hết các anh chị cũng sẽ sợ cái giai đoạn lễ thôi, chứ thật ra cái sự vận động đang ổn thôi. Còn cái câu chuyện kẹt hàng này nọ thì mấy video trước em cũng đã nói đi nói lại rồi nha. Giờ chúng ta cũng sẽ kỳ vọng vào một cái sóng mới, thị trường nó cân bằng, kỳ vọng một cái diễn biến mới hơn. Còn cái sự sợ sệt ở đây thì tạm thời nó đã qua rồi nha. Đó, HBG hôm nay vận động vôn thấp nè, tụt vôn rồi nè. À, nó sẽ xếp tại cái nền nè, anh chị thấy không? Có HBG có thể nó sẽ chạy một cái nhịp nữa. Có một cái nền nè, hai cái nền nè, lên nè. Thì sau cái nền thứ ba nó sẽ chạy rất là ghê nha. Ở đây cũng có thể tính là một nền nè, một nền này, hai nền, ba nền, đang nền thứ tư nè. Đó. Thì có những cổ phiếu sau nền ba chạy nhanh, nền thứ tư tiếp tục tích lũy nó và chạy nữa nha. Thì còn HBG này cũng có thể nó kỳ vọng quý 2 nó làm ăn tốt hơn nữa. Đó. Thì nó sẽ xiết lại đây. Có HBG này nếu anh chị cũng muốn thì cũng có thể tham gia được nha.
cố tình nó giữ giá đây rồi, thị trường nó gãy quá trời mà cố tình giữ giá đây rồi thì có thể tham gia được nha. HBG thôi, còn Hoa Sen mà Nam Kim biến động hơi lỏng. Nam Kim vậy nè. À, Nam Kim biến động cũng ok nè, đang cái nền đây nè. Đó, thì đâu đó đang vận động quanh cái nền này thôi. Nó còn có một cái vực bán nó nhất định ở trên đây rồi. Nó hấp thụ tốt thì nó sẽ đi lên tiếp. Đó là Nam Kim. Nó dòng thép nhìn chung khá ổn. Vận động khối lượng thấp nè. À, khối lượng thấp mình so với bình thường, khối lượng thấp thôi nè, đó, thấp thì anh phải chỉ phải so với cái đường trung bình, khối lượng trung bình 10 ngày nè, nó phải thấp nè, cái thứ nhất là nó phải tụt hẳn luôn nha, đó là thấp, đó với lại so với cái biên độ nữa, thí dụ cái biên độ nó lớn, nó gãy biên độ lớn quá, mà cái khối lượng nó ít, nó thì cái nó vẫn là khối lượng nó vẫn là thấp nha, mặc dù cái khối lượng không biên độ nó gãy á, đấy. Đó, nó lại to hơn bình thường. Đây, nó to như vậy, thấy không chị? Nó to hơn những cái ngày trước luôn nè. Nhưng mà so với cái biên độ thì cái khối lượng nó vẫn là thấp. Đó, chị phải so sánh được gạch rồi và phải nhìn nhận được. Nha. NSI, chứng khoán đi. Chứng khoán cũng vậy nè. Đó, cái đặc điểm chung của những cái ngày hôm nay. Hồi phục nè, gặp cái vực bán nè. Đó. Thì những cái con này khi mà nó đi về xuống đây là nó sẽ có tốn, cũng phải tốn khá thời gian nó xếp lại. Nha. Không tin thì anh chị có thể coi cái giai đoạn trước gãy nè, y chang đúng không, cái này gần giống nhất nè, gãy nè, xếp lại nè, đi lên nè, xếp lại nè, đi lên, xếp lại nè, nó đi lên, nó phải đi lên từ 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 để làm cái gì, loại bỏ đi, loại bỏ những người đang ở đây chán quá rồi, kẹt hàng đây chán quá rồi mới loại bỏ, nó mới đi lên được đúng không, ai đâu mà kéo lên mình hình chữ V cho anh chị, làm gì gãy xuống đây kéo thẳng lên chữ V cho anh chị bán ở đầu nữa, không có chuyện đó nha. Sẽ đi lên từ từ từ, tốn rất là nhiều thời gian, thí dụ nó gãy mạnh nè, tốn 1 2 3 4 5 6 6 phiên nó gãy một tuần hơn nó gãy xuống đây rồi, mà phải tốn đi, nó phải tốn bao lâu để nó hồi phục lại, từ 27 tháng 7 nè cho đến tháng 9, 2 tháng trời nó hồi phục lại về cái vùng này, mà sau khi nếu mà hồi phục được nó hấp thụ tốt mình sẽ đi lên như là phía sau nè, cái này cũng vậy nè chị thấy không, gãy nè đó. Nó gãy nè, rất là lâu mới hồi phục lại, nó gãy gãy mấy ngày thôi, nhưng hồi phục là từ 30 tháng 10 là, tới 20 tháng 11 nè, nó mất một tháng, tháng 2 tháng thì giai đoạn này cũng vậy thôi. Đó, gãy nè sẽ mất 1 đến 2 tháng để bắt đầu tích lũy lại mới đi lên được nha, mà nếu mà thường mà nếu mà gãy mà tích lũy lại cân bằng cho lại được thì cái giai đoạn phía sau đi lên sẽ quét được cái này. Đó, nó có hai cái đỉnh, hai đỉnh 30 giá 36 chưa vượt được nha. Đó thì lần thứ hai hy vọng được không ạ? Lần thứ ba chứ. Đây SS2, SHS cũng thế. Nhìn chung dòng chứng khoán nó sẽ vận động giống nhau. Nó sẽ mất thời gian. Có thể nó xíu là cái này ở đây. Có thể nó lên đây nó xíu lại. Đó, tùy nó. Nhưng mà cái, tùy theo sự vận động thôi nha. VCI thì vận động hơi khác. Tại vì giai đoạn trước nó đi lên trước những con kia rồi đó, nên nó sẽ gãy, nó đi lên trước mấy con kia nên cái giai đoạn mấy con kia đi lên nó sideways, vậy thì nhìn xấu nó gãy chung đó, thế là VCI nó cũng đang ở đâu đó trong một cái kênh giá này thôi anh chị thấy không, mà kênh giá đụng nè, lên nè, đụng nè, đó xuống nè, test lại nè, test lại phiên này thôi, nó lên nè, đụng mà lên nó nè, quay lại nè, đụng không được nè, rớt xuống luôn đó, anh sẽ đâu đó nó loanh quanh trong kênh giá này, nếu mà break hẳn lên đây nè thì nó sẽ đi trong một cái chu kỳ mới, đó là VCI. Thì nhìn chung mà nhìn chứng khoán thì khi thị trường xấu nó sẽ nhạy cảm một chút, hơi nhạy cảm với những cái mã kia một chút, nó sẽ phản ứng mạnh hơn đó. HCM là thấy không ạ, sẽ mất thời gian tích lũy lại khá lâu, 1-2 tháng gì đó. VND cũng thế nè, nhưng mà VND được cái đang vận động cái xu hướng ở trên cái kênh trên, nó ok hơn những cái mã kia nha, nó vận động một cái xu hướng kênh trên, không phải mã nào nó cũng sẽ vận động với nhau, nhưng mà có những mã giống những mã khác nha, những mã mạnh hơn thì nó sẽ vận động nó ok hơn, giống như bang đó anh chị thấy không, mà đâu phải nguyên một dòng bang chạy, đâu phải con nào cũng chạy giống đâu. Tại sao Vinbot chạy ghê, VIB chạy cũng dữ, VIB Bank cũng chạy,
chạy càng lên càng lên cao càng mạnh, nhưng mà BID rồi những Vietcombank, những cái mã cổ phiếu tuy là những cổ phiếu nhà nước nhưng mà nó còn chia những cái kênh nữa, những cái mã nó thuộc cái kênh yếu quá thì nó không đi lên, nó đi lên không có mạnh như những cái mã thuộc kênh trên. Nó đơn giản vậy thôi, thì những cái mã chứng khoán thì nó cũng có sự phân hóa như vậy. Rồi chúng ta đi qua một số dòng bán lẻ đi nha. Bán lẻ Masan nè, Masan nếu mà mua mà không đúng phiên á, mua đuổi á đó. Nếu mà mua đuổi những cái này chắc chắn lỗ rồi đó. Mua phải mua đúng phiên, mua đuổi lỗ chắc nha anh chị nha đó. Thì Masan thì chưa có thể mua lại đâu, nó đang hoạt động chị không, hoạt động lẻ quá mày sao mà mua được, ít ra phải hoạt động chặt về nè, chặt về nè đó mới chúng ta có cơ sở tham gia, chặt về nè, thành lỏng lẻo về sao anh chị vô hàng được đúng không? À quên, PNG cũng không có điểm mua đó, nó cũng đang hoạt động khá lỏng ở trên đây đó, nhưng mà đâu đó nó cũng đang ở nằm cái kinh giá là thôi, kinh giá đi lên đó anh chị đó, đang dao động trong một cái kinh giá đi lên này không mà, như nó là kinh giá đi lên, cứ đập xuống đó, thì chứng mà cổ phiếu nó càng đi lên càng mạnh. Thế giới động không có điểm tham gia nha, nhưng mà sự cái sự vận động của nó khó chịu lắm, rất là khó tìm điểm tham gia, nó phải có nền tảng mà. Còn khi mà đi lên nè, nó đi lên là nó có sự vận động, nó lên xuống chúng ta không khéo chúng ta tham gia là bắt ngay cái đỉnh, không loại về giá nữa. FPT cũng thế nè. FPT thì nó có điểm tham gia tốt hơn, quanh giá 80 đó. Tại vì sao? Nó đi nè. Test lại cái đáy vào lần 1 rồi nè. Nó giữ được cái giá đi nè. Chị không ạ? Thì nếu mà muốn chắc cú hơn nữa mà đi vào cái sự anh chị phải nhìn cái vốn, nó phải sit rồi. Cái giá nó bớt biến động rồi nè. FPT nó ok nè. Cái giá nó bớt biến động rồi, cái vốn nó sit rồi thì sẽ có cái giai đoạn chạy phía sau. Đó. Rồi chúng ta đi qua dòng VIN là VIX nè. VIX hôm nay 0.45 giảm 0.45%. Cũng đang xít à. Con VIX này nếu anh chị thích á, có thể tham gia được á. Tại vì nó đã gấp cái gap rồi. Gấp cái gap mà một cái xu thế đang mạnh về nè, thì có khả năng vẫn đi lên tiếp. Giống như con Novaland nè. Không. Đó, có thể nó không mở gap. À nó có mở chứ, nhưng mà nó fill được hết. Nó mở không nhỉ? À không, không có nha, không có mở nha. Mở cửa. Rồi. Đó. Chỉnh nè, vẫn đi tiếp thôi. Cái xu thế nó rất là mạnh. Viết nè các bạn ạ. Cái xu thế đang đi rất là ghê. Thích thì có thể tham gia được, tại vì nó đã lắp được cái gap này rồi. Vinhome này, Vinhome biến động rộng quá. Nó dùng để kéo xả tâm lý thôi nha. Vinhome biến động hơi lỏng. Đó là Vin. Bán lẻ á. Có VLE. VLE cũng tháng nay hồi phục 2.94%, có lượng cũng ổn nè. Thì cũng có một là lượng nhà đầu tư bay vô bắt đáy ở đây. Đó, thì cái sự vận động cũng ok. Nha. Nhưng mà đi lên nó cũng sẽ gặp những cái kháng cự nha. Đó, được kẹt hàng nó khá nhiều. Trên đây thì chắc hết hàng rồi, nhưng mà chỉ đây rất nhiều nha. Cũng ít ai giữ từ trên đây mà xuống đến đây về đây vẫn còn giữ lắm. Thì có trên đây thôi nha. Đó, thì cái kháng cự cứng ở cái vùng này nè, kháng cự cứng của nó nha. Đó, thì nếu mà bắt ở đây thì lên đây có thể cân nhắc bán bớt đi, từ đây mà lên đây có 10-15% gì đó nha anh chị nha. Rồi dầu khí hôm nay có thời gian đi review hết mọi mã, hồi phục có 2.58% mà khối lượng nhỏ nè, thì cũng sẽ mất thời gian. Những cái dòng chứng khoán mà dầu khí mất thời gian nha, xíu lại đó. Đó. BVD cũng vậy nè, BD cũng vậy nè, BSR cũng vậy nè. Nếu mà xếp lại thì tốt hơn nha. Nếu mà xếp lại ở đây nó sẽ mua hình kẻ nền rũ. Nhưng mà con này bị gì anh chị thấy không ạ? Nó gãy qua cái nền của nó rồi, nó gãy qua hỗ trợ rồi, nó sẽ mất nhiều thời gian. Hoặc là xấu hơn nó sẽ gãy qua cái nền này nữa. Xấu hơn nữa nha, gãy qua cái nền này nè. Vùng này nè. Đó. Nếu mà xấu sẽ gãy về đây tiếp nha, nên hạn chế tham gia những con này.
sự vận động nó sẽ đi lên khá chậm chạp tại vì cái lượng hàng kẹt nhiều quá. Bây giờ thì không nói nữa nha, em nói mấy clip em nói hoài rồi. Gas nè, gas cũng vậy nè, cơ bản dầu khí nó sẽ vận động khá giống nhau. Oil nè, thử xem BBC các BLC đó cũng rất giống BBC. BBC thì nó khỏe hơn một chút nè, tại vì đang có cái kênh trên nha. Còn BBC này tính là khỏe hơn những cái mã kia. Nhịp điện phản lại à, hình như cái con này nhịp điện phản lại đó. Bất động sản Hà Đô đó, Hà Đô thì nó cũng sẽ mất thời gian, nó thì nó xí lại những cái mã gãy mạnh, có gãy nền gãy nè, gãy qua hai nền cùng gãy luôn thì nó sẽ mất thời gian lắm. Hạn chế tham gia những mã này tại vì những cái mã này á, em nói sẽ mất thời gian và mất cái thời gian hiệu quả đi vốn của anh chị gấp nha. Nó đến giờ nó cũng đang ở trong cái hộp Davax này thôi, nó đụng bên đây nè, tấy lại nè, lần không thủng, hai lần không thủng, ba lần không thủng nè đó. Nếu mà bắt được đây thì tốt, tại vì lên đây nó cũng sẽ gặp một cái áp lực bán ra đó, chúng ta sẽ chay được rồi. Novaland không nói nha, rồi LDG Tâm Điền nó, Long Điền nó cũng đâu đó nó cũng ở vùng hỗ trợ của nó rồi. Cái này nó thủng rồi nè, cái hỗ trợ này nó hơi lỏng một chút đó. Khi mà nó về hỗ trợ mà khối lượng thấp rồi thì bắt đầu nó sẽ ổn lại xít lại đó. Nhà từ Rim cũng vậy nha, thì nhìn chung là cái dòng đó mà bất động sản nè, chứng khoán thì đỡ hơn, dầu khí nè, nó hai cái dòng dầu khí và bất động sản khu công nghiệp nữa gãy ghê quá đó, chị thấy không mà gãy không dừng luôn nên cũng có sự hồi phục nè. IDC đó, em có làm mẫu, em review mẫu qua mấy con anh chị cũng thấy được là cái sự vận động giống nhau, chị thấy không, có mô hình rất là giống nhau. Đây IDC nè, cũng dưới này nè, thấy không ạ đó. Thì những mã này á, nếu mà tích cực á xếp lại, còn mà tiêu cực nó gãy nữa đó, tại vì nó cũng đang đâu đó, nó cũng đang đụng vào cái đường xu hướng cũ rồi nha. Khi mà gãy ra những cái gãy ở trên này khoảng tranh thủ thoát rồi, thì gãy xuống đây thì thôi chịu rồi nha. Tìm kiếm những cơ hội mới được thì thoát những mã này ra, đập vào những cái mã cổ phiếu mạnh hơn. Còn nếu mình ngâm vốn ở đây thì khá lâu, mà còn rủi ro nữa, tại vì đâu biết nó có còn gãy nữa không, đúng không ạ? Thì hôm nay mình cũng tranh thủ mình review nhanh qua cái cổ phiếu thôi, thì cũng không mỗi ngày cũng em cũng đều review hết rồi. Mỗi ngày luôn đó. Thì ai, những anh chị mà theo dõi em thì cũng có thể biết được là mỗi ngày em đều review qua cái nhóm ngành đó đó. Thì nếu mà những cái hôm nào có những cái điểm mua thì mình sẽ phân tích kỹ hơn, và chưa có điểm mua hoặc là nhận định cái thị trường đó, cái nhận định qua cái từng cái góc nhìn và những cái mã cổ phiếu thì mình cũng sẽ review nhanh qua như vậy thôi nha. Thì cũng cảm ơn các anh chị đã bỏ thời gian theo dõi em, thì anh chị thấy hay và thấy bổ ích, giúp ích được cho cái công việc đầu tư của anh chị, thì anh chị để lại một like và subscribe cho em đó. Và các anh chị cần một cái người môi giới hỗ trợ tư vấn các anh chị, anh chị có thể liên hệ dưới đây, cái số điện thoại em đây và cái công ty em đang công tác ở đây đó. Cũng cảm ơn các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị vào những video phía sau.